Quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ review những các cái dòng cano mẫu mới của năm 2021 và 2022 cho các quý vị anh chị em xem tham khảo giá nha. Hôm nay mình đang ở chỗ ngay cái khu mà hôm nay là ngày triển lãm tất cả các loại cái dòng cano cao cấp ha, cano cao cấp, cano nhôm, tất cả những cái dòng cano. Hôm nay mình sẽ quay cho các quý vị anh chị em xem tham khảo. Mình đang ở bên nước Úc nha, mình đang ở thành phố Nam Úc ha, mình đang đi quay tất cả những cái dòng cano và những cái dòng cano cao cấp, cano nhôm và những dòng cano nhôm cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Bây giờ bắt đầu mình đi quay ha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình nha. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần thật vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Thì mình tiếp quay những cái cano mình báo giá cho các quý vị anh chị em xem để tham khảo nha. Cảm ơn các bạn nha. Chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ review những cái dòng cano mới năm mẫu năm 2021 ha, 2021-2022. Chiếc này đang đứng trước mặt của mình ha. Đây là những cái dòng cano mới hoàn toàn 100% nha quý vị anh chị em. Hôm nay mình sẽ review cho các quý vị anh chị em xem để tham khảo giá nha. Hôm nay mình đang ở một cái khu triển lãm quốc tế của thành phố Nam Úc nha. Hôm nay là tất cả những cái dòng cano giá mới và tất cả cano câu, cano tất cả các đủ loại các cano nha các anh chị. Và quý vị thích thì cái nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc là Viber hoặc là mua bán game miền Tây gmail.com ha. Đó, mình đây quay đây những cái dòng, tất cả những cái dòng đang triển lãm ở bên đây ha, cho các bạn quý vị anh chị em tham để xem tham khảo. Là hôm nay trời thứ bảy rất là tốt, trời rất là đẹp luôn, cho nên nhiều người ta đi xem lắm. Chút nữa mình sẽ quay những cái dòng, tất cả các dòng cho quý vị xem tham khảo nha. Đang đứng trước mặt mình đó, chiếc này là dòng cano cao cấp ha, dòng cano câu cao cấp kiểu dạng, chiếc này là có chiều dài là 6m40 ha, 6m40. Chiếc này cũng mình cũng đã từng quay rồi nha quý vị chị em. Hôm nay mình sẽ quay tại cái khu triển lãm ha, cho các quý vị chị em xem tham khảo. Chiếc này có chiều dài là 6m4 ha, bề ngang nó là 2m ha. Đó, mình đi một vòng sau đó mình lên phía trên cho các mình quay review chi tiết cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Chiếc này hoàn toàn mới 100% nha quý vị anh chị em. Chiếc này có mã hiệu là 640S, tức nghe là chiều dài là 6m4 nha, chiều dài là 6m4. Chiều dài là 6m4 ha, mình đi vòng nha. Chiếc này là giống như chiếc Magnificer ha. Chiếc này giống như Magnificer, và các bạn và quý vị thích á thì là chiếc này là Magnificer, nó đều giống nhau nha quý vị. Hoàn toàn nó đều gần giống nhau. Chiếc này thì sản xuất bên nước Úc ha, còn Magnificer là sản xuất bên Mỹ. Đó, bên đây chiếc này có xài động cơ là Honda ha, động cơ Honda. Động cơ Honda là 150 mã lực nha quý vị anh chị em. Động cơ Honda 150 mã lực. Đó. Chiếc này đang giảm giá. Chiếc này hiện tại là 120.000 đô Úc. 120.000 đô Úc nha, 120.000 đô Úc mới, thế nào mới hoàn toàn 100% nha. 150 hiện tại đang giảm giá trong cái mùa tới đây đến cuối tháng 10 ha, cuối tháng 10. Chiếc này còn lại là 115.000 ha, 115.000 đô Úc, giảm 5.000 luôn nha quý vị. Hôm nay khai mạc cho nên giảm 15.000, mình quay cho quý vị cho anh chị em xem tham khảo. 115.000 đô Úc ha. Đó, mình này ngồi lên phía trên cho các quý vị anh chị xem để tham khảo nè, đây là cái trong của nó nha. Đó, chiếc này có bề ngang là 2m thôi nha quý vị, 2m, bề ngang là 2m, bề dài nó là 6m4, xe động cơ Honda 150 mã lực nha. Đó, chiếc này đẹp lắm nha quý vị, rất là đẹp luôn. Để mình đi vô phô trong quay cho quý vị chị em xem để tham khảo nha, rất là đẹp lắm, rất là đẹp luôn, nói chung rất là mới hoàn toàn 100% nha quý vị. Đó, chiếc này hoàn toàn mới, bên trong nó cũng có phòng nghỉ hơi, có phòng toilet đầy đủ nha, nói chung là có phòng toilet đây, bên trong của nó đây ha, bên trong của nó đây. Để mình đi lên phía trên mình quay, nhưng mà không biết sao lên đây. Rất là đẹp nha quý vị anh chị em, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đó, tất cả những cái dòng là dòng mẫu năm 2021 nha quý vị anh chị em, dòng mẫu năm 2021 ha. Đó, mình quay cho quý chị anh chị em tham khảo bên trong. Cái này mình không có lên phía sau lên được đây. Tất cả những cái dòng cano cao cấp
nha quý vị anh chị em. Đó, đây cái dòng bên hai bên trong có cái phòng nghỉ ngơi toilet ha, rất là một xài máy định vị là Simra nha, rất là tốt nha, rất là tốt nha quý vị, rất là đẹp luôn. Nói chung là mình quay chủ yếu là quay cho quý vị quý chị anh em tham khảo nha. Chiếc này mình xin nhắc lại là chiều dài nó là 1m6m4 ha, bề ngang nó là 2m, và trị giá là 115.000 đô Úc nha, đang giảm giá ha, đang giảm giá. Động cơ Honda 115 mã lực, rất là đẹp luôn. Đó, mình đi một vòng cho các bạn các anh chị mang xem để tham khảo ha. Đây phía trong của nó ha, phía trong của nó đây. Đó, phía trước nó có hai băng ghế ngồi rất là đẹp nha. Nên những mẫu mới năm 2021 nha quý vị. Đó, mẫu mới 2021. Đây là phía trong nó con đây ha. Bên trong của nó đây. Đó, bên trong xài sim ra ha. Đó, bên trong cái phòng nghỉ ngơi nè. Cái phòng nghỉ ngơi rất là đẹp nha quý vị. Ở dưới đây có phòng toilet ha, có toilet ở dưới đây. Toilet mở ha, toilet có thể. Cái này cái phòng này mình có thể ngồi được 6 người nha. Mình ngủ được có thể 3 người ha. Phòng này mình nghỉ 3 người. Đó, đây cái phòng nghỉ ngơi ha. Rất là đẹp nha quý vị. Đó, cái này mình có thể cửa mình kéo qua được ha, cửa mình kéo qua. Kéo qua kéo lại được ha, đóng cửa được nha. Cửa mình đóng được nữa. Ta lái nó làm đây ha. Rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó. Hôm nay mình chỉ chủ yếu mình quay đó cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Chủ yếu là xem tham khảo. Đó, rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó. Hôm nay cái dòng này là mình cũng đã từng quay rồi, cho nên mình hôm nay mình có triển lãm, cho nên là mình quay cho các quý vị anh chị em xem để tham khảo này. Bên đây là các kiểu có rất nhiều người anh chị em đang coi hôm nay luôn. Đó, cho nên là mình quay chủ yếu là cho các quý vị anh chị em xem tham khảo giá ha. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Đó, những cái dòng cano rất là đẹp ha. Mình xin nhắc lại chiếc này là 6m4 ha. Chiều ngang là 2m. Và trị giá là 115.000 đô Úc nha. Đó, xài động cơ Honda 115 mã lực, rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã xem cái video của mình. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào quý vị anh chị em thân mến. Hôm nay là mình quay tiếp những cái dòng cano mới cho các quý vị anh chị em xem để tham khảo là đang trước mặt mình nha. Chiếc này là dòng mới năm 2021 ha. Chiếc này nó giống như chiếc gọi là Mary Fisher loại 750 đó. Còn chiếc này là 680 nha. Chiếc này 680, còn chiếc này là 640 hồi nãy mình mới quay. Trị giá là 115.000 đang giảm giá ha. Còn chiếc này là có chiều dài là chiếc này có chiều dài nó là 680 ha, là 6m8 ha, 6m8. Bề ngang nó cũng 2m ha. Chiếc này rất hoàn toàn mới hơn. Những cái dòng này là những cái dòng mới nha, mới hoàn toàn 100%. Mẫu của năm 2021 và năm 2022 ha. Mình đi một vòng cho các quý vị anh chị em xem cảm. Hôm nay rất là đông nha các quý vị anh chị em. Hôm nay mọi người đi xem rất là đông luôn. Rất là đông. Rất là đông nha. Mình quay hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho những cái dòng, tất cả các loại dòng cano bên mình đang có nha. Đó, các anh chị và quý vị thích cái kỳ nhắn tin cho mình ha. Qua Zalo hoặc là qua Viber mua bán game miền Tây gmail.com. Mình sẽ nhắc lại nha, tất cả những cái dòng này là chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển nha quý vị anh chị em. Rất là đẹp nha quý vị, rất là đẹp. Đó, các chị là những cái dòng mới nhất của năm 2021. Hôm nay là ngày triển lãm nha, ngày triển lãm, cho nên tất cả các quý vị anh chị em xem để tham khảo nha. Mọi người đi xem rất là đông ha. Chiếc này có động cơ là 250 mã lực nha, động cơ Yamaha. Bề ngang nó là hơn 2m ha, bề ngang nó hơn 2m, bề dài nó là 6m8 nha, không quý vị anh chị em. Đó, hôm nay mình quay những cái dòng chi tiết cho các quý vị anh chị em xem để tham khảo luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha quý vị. Bên này có phòng nghỉ ngơi ha. Đó. Chiếc này có giá trị là 145.000 đô Úc nha, 145.000 đô Úc ha, 145.000 đô Úc. Chiếc này là 160.000 đô Úc. 160.000 đô, nhưng mà hôm nay là đang giảm giá, đang trong cái mùa từ đây đến cuối tháng á, còn lại giảm tới gần 20.000 luôn. Giảm tới 10.000 luôn, coi như là còn 155.000, 165.000, còn 155.000 đô nha, 155.000 đô. Đó, bên đây ha, cái sim card nè. Cái màn hình rất là lớn nha quý vị. Màn hình lớn, bên trong có phòng nghỉ ngơi nha. Đó, phòng nghỉ ngơi ha, bên trong có phòng nghỉ ngơi. Phòng này mình ngủ được 3 đến 4 người nha quý vị anh chị em. Mình kéo cái này ra đó, mình kéo ra là có phòng. À, đây là dưới có phòng toilet ha. Nó có toilet này. Đây mình có
mình có thể kéo qua được nha, đó, mình kéo qua được nha, mình ngủ ha, đó, mình có thể ngủ trong đây được, mình kéo qua, kéo lại được ha, rất là đẹp nha quý vị anh chị em, đó, cái dòng này tất cả những cái dòng rất là đẹp nha. Đó, hôm nay mình chỉ quay review cho các anh chị quý vị xem để tham khảo giá nha. Đó, các vị cứ thích nhắn tin vào cho mình ha, hoặc là mua bán game miền Tây gmail.com hoặc là Zalo hoặc là Viber nha. Tất cả những cái dòng là dòng mới năm 2021 nha quý vị anh chị em. Tất cả những cái dòng này là dòng mới, những mẫu mới năm 2021-22 ha. Cho các bạn quý vị anh chị em đó, đây là cái phòng lái của nó ha. Đây là phòng lái của nó đây ha. Mình chủ yếu mình quay cho các bạn. Chiếc này giống như chiếc Mary Fisher vậy nha quý vị anh chị em. Mary Fisher làm sao thì nó cái mẫu này nó nằm xuất bản nước Úc nha. Đó, chiếc này đây ha. Rất là đẹp nha. Rất đẹp luôn. Hôm nay mình chỉ các bạn thích quá thì cứ nhắn tin cho mình ha. Chiếc này có đầy đủ tiện nghi nha quý vị. Rất là đẹp luôn ha. Thoải mái của nó rất đẹp nha. Thoải mái ha. Bên trong có phòng nghỉ ngơi rất là đẹp, đặc biệt nha quý vị. Cái ghế này cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là tất cả những cái mẫu mới ha. Mình hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cao cấp ha. Chiếc này là trị giá 155.000 đô Úc nha. Xài động cơ Yamaha 250 mã lực nha, 250 mã lực, chiều dài là 6m8, để ngang nó là hơn 2m ha, nha quý vị anh chị em. Mình sẽ quay cái dòng chi tiết cho các cho quý vị anh chị em tham khảo giá. Nếu anh chị có thích thì cứ nhắn tin cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình ha. Mình chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Hôm nay rất nhiều người đã đi xem nha quý vị anh chị em. Đó, hôm nay rất đông luôn, rất là đông luôn. Đó, tất cả những cái dòng cano hiện tại là bên mình đang có nha. Những chiếc dòng này mình cũng đã từng quay rồi nha. Hôm nay cô có cuộc triển lãm cho nên mình sẽ quay cho các anh chị em xem để tham khảo nha. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn nhiều. Rồi mình đi một vòng nữa, sau đó mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Rồi, rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Cano này rất là đẹp ha. Đó. Hôm nay khách đi coi rất là đông luôn. Rồi mình xin tạm dừng video đây. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình nha. Chúc các bạn và gia đình vui tình thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Các bạn nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất ha. Và nhớ like và share video của mình cho tất cả mọi người cùng xem và theo dõi nha quý vị anh chị em. Đó, nói chung là tất cả những cái dòng hôm nay rất là đẹp luôn. Rồi mình xin tạm dừng cái video đây ha. Rồi sau đó mình sẽ quay những cái dòng cano, những cái chiếc cano loại dòng khác cho các quý vị chị em xem tham khảo nha. Đó, này bây giờ mình sẽ quay những cái dòng chiếc cano này nha. Đó, chiếc cano này nha. À, chiếc này là chiếc loại dạng thể thao nha quý vị anh chị em. Cũng là mẫu mới ha, mẫu mới chiếc này mẫu mới hoàn toàn 100% nha quý vị anh chị em. Chiếc này rất là mẫu mới luôn, nó nhưng hoàn toàn là mẫu mới, chiếc này rất là đẹp luôn. Đó. Chiếc này cano thể thao ha. Đó, chiếc này cano thể thao. À, chiếc này có chiều dài là đây bên con nó chiều dài nó bao nhiêu mét này. Chiều dài nó là khoảng 5m rưỡi ha, 5m4 ha, 5m4. Chiếc này nó chịu mạnh 5m4, xài động cơ 135 mã lực ha, xài 135 mã lực, xài động cơ Honda nha quý vị, động cơ Honda 135 mã lực. Và chiếc này có giá trị là hiện chiếc này đang là 80.000 đô Úc nha, 80.000 đô Úc, hiện nay đang giảm 3.000 là còn 77.000 ha, 77.000 đô Úc nha. Xài động cơ Honda 135 mã lực nha quý vị anh chị em. Chiếc này hoàn toàn mẫu mới, những cái dòng mẫu mới hoàn toàn nha. Phía sau chiếc này nó có cái lùa băng ghế ba đến ngồi. Chiếc này mình đi được khoảng 10 người nha quý vị, nó rất là đẹp nha quý vị, rất là đẹp luôn. Đó, những cái mẫu mới ha, mình quay một vòng cho các quý vị anh chị em. Đây là phía trước của nó, phía trước này mình ngồi được khoảng 4 người nha, 3 đến 4 người, thậm chí 5 người, người Việt Nam mình nhỏ mình ngồi được khoảng 5 người ha. Đó, những cái dòng này rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó, những cái dòng này rất là đẹp luôn. Đó, mình đang quay những cái dòng chiếc cano là cano thể thao cao cấp nha quý vị. Cano thể thao cao cấp ha, chiều dài là 5m ha, chiều dài khoảng 5m, bề ngang nó là 2m ha. Và động cơ Honda 135 mã lực nha các quý vị. Động cơ Honda 135 mã lực. Là giá trị là 77.000 đô Úc nha, 77.000 đô Úc đang giảm giá nha, chiếc này 80.000 đang vừa giảm giá 3.000 còn là 77.000 đô Úc ha. Đó, mình đang quay cho các quý vị xem đằng phía trước ở đây ha, rất đẹp nha quý vị anh chị em. Hôm nay những cái dòng cano này là mình chú ý mình quay thôi.
cho các quý vị anh chị em để xem tham khảo nha. Rất là đẹp nha. Đó, bên trong của nó này ha. Nó dòng đây rất đẹp nha quý vị. Rất đẹp luôn ha, tay lái ha. Đây nhìn cái dòng này. Chiếc này mình đi được khoảng 90 cây số giờ nha quý vị. Rất đẹp ha. Những cái dòng cano cao cấp nha. Rất là cao cấp luôn ha. Hôm nay mình sẽ quay những cái dòng chi tiết cao cấp và nói chung là những cái dòng cano mẫu 2021-22 ha, rất là đẹp nha quý vị. Đó. Hoàn toàn những cái dòng cano mới hoàn toàn 100% nha. Rất là đẹp ha. Chủ yếu mình quay cho các quý vị anh chị em để xem tham khảo giá nha. Các anh chị có thích cái nhớ nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc là qua mua bán game miền Tây. Tất cả những cái dòng cano này là thể thao này đang sản xuất tại bên nước Úc nha quý vị anh chị em. Dòng này dòng cao cấp ha. Dòng cao cấp 77.000 đô thôi. Đang cái này đang giảm giá ha. Đang giảm giá. Đó, cho các quý vị anh chị em xem rất là đẹp nha quý vị. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Là dòng màu đen cao cấp, rất là cao cấp ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình nha. Bây giờ mình sau đó mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Mình sẽ quay những cái dòng khác cho quý vị xem tham khảo tiếp nha. Đó là những cái dòng bên mình đang có nha. Các anh chị có thích đó, các bạn cứ nhắn tin cho mình ha. Và mua bán game miền Tây ha. Hoặc là Zalo hoặc là Viber nha. Rất là đẹp luôn quý vị anh chị em. Cái màu đen rất là đẹp. Dòng cao cấp mà. Nó đây nè, rất là đẹp luôn. Rồi mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều trong video qua xem video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó, rất là đẹp luôn. Hôm nay có rất nhiều người ta đi xem luôn nha quý vị anh chị. Rất là đông luôn. Thân chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cano cao cấp tiếp nha. Cho quý vị anh chị em xem để tham khảo nha, đang trước mặt của mình này. Đây là những cái dòng cano mới hoàn toàn 100% nha, những cái mẫu mới năm 2021-22 nha. Đó, đây là mình đi một vòng sau đó mình sẽ quay bên trong nha. Phía trước của có chiếc cano ha. Cái này mình có thể mở đóng cửa mở được là hoa hết bình đàn ha. Đó. Cái này giống như cái cửa sổ phía trước đó quý vị anh chị em. Đó. Phía trước đó rất là đẹp luôn. Chiếc này thì chiều dài nó là khoảng 6 mét ha, khoảng 6 mét, khoảng 6 mét ha. Đó, mình đi một vòng cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Chiếc này mẫu mới năm 2021-22 nha. Đó, chiếc này có là 6 mét 1 ha, 6 mét 1. Đó, này đặc biệt ha, chiếc những cái mẫu đặc biệt ha. Monaco ha, nó dạng thể thao ha. Đó, thao cầu rất đẹp nha quý vị anh chị em. Đó. Chiếc này rất đẹp luôn ha. Một dòng chiếc này là xài động cơ cũng là 135 mã lực, động cơ Honda luôn nha quý vị, động cơ Honda 135 mã lực, động cơ Honda 135 mã lực, bề ngang nó là 2m2 ha, chiều dài nó 6m1 ha, có đầy đủ tiện nghi ha. Đó. Là chiếc này đang giá là 90.000 đô Úc nha, 90.000 đô Úc đang giảm giá luôn. Còn giảm giá ha, 3.000. Giảm giá 3.000, còn lại là 87.000 đô nha, 87.000 đô ha. 87.000 đô ha. Và hiện nay chiếc này giảm giá thì đến cuối tháng thôi nha quý vị. Đó, cho nên mình quay cho các quý vị anh xem tham khảo. Đây là bên trong của nó đây ha. Phía trước này đó, phía trước này nó đang phía sau ha, này phía sau ha. Còn phía trong của nó đây ha, bên trong của nó đây. Trong của nó là có hai cái băng ghế ngồi nha quý vị. Rất là đẹp ha. Ghế này mình xoay được nha quý vị anh chị em. Nhưng là ghế này mình xoay được ha. Đó, rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó, mình đem quay một vòng cho các quý vị anh chị em xem tham khảo. Đây là bên trong của nó nha. Bên trong cũng có cái phòng nghỉ ngơi ha. Cũng có phòng nghỉ ngơi, cũng có toilet mở nha, toilet ha. Mình rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó, mình chụp để mình đi bên trong mình quay chi tiết cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Ok, rất là đẹp luôn. Rất đẹp quý vị anh chị em. Đây là bên trong buồng lái của nó nha.
Chiếc này nhắc lại là chiếc này có chiều dài là 6m1 ha, chiều ngang nó là 2m2 ha. Động cơ Honda 135 mã lực ha. Với giá trị là 87.000 đô Úc nha, 87.000 đô Úc nha. 87.000 đô Úc. Đó, đang giảm giá, chiếc này 90.000 còn giảm giá luôn và 3.000 còn 87.000. Rất là đẹp nha quý quyền chị em. Cái dòng này dòng mới, mẫu mới năm 2021 ha. Rất là đẹp luôn. Hôm nay tất cả những cái dòng đẹp không à. Nói chung là tất cả những cái dòng cano đẹp cho nên mình quay chủ yếu cho các quý vị xem tham khảo ha. Rất là đẹp nha quý vị anh chị. Đó, hôm nay mình sẽ quay tiếp những cái dòng cano rất là đẹp cho các quý vị anh chị. Bên trong của nó nha mình quý vị ha. Bên trong của nó đây. Bên trong những cái chiếc cano rất là đẹp. Chiếc này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha quý vị anh chị. Rất là đẹp. Bên trong cũng có phòng nghỉ ngơi ha. Bên trong cũng có cái phòng nghỉ ngơi bên đây. Phòng nghỉ ngơi của nó đây. Phòng nghỉ ngơi này ngồi thẳng luôn luôn nha, cũng chưa có đụng đầu nha. Chiếc này bên trong này mình có ngồi được khoảng 4 đến 6 người ha. Mình có thể ngủ được 3 người ha. Cái này cũng có cái cửa kéo ra nha quý vị. Dạng thể thao ha. Rất là đặc biệt nha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha quý vị anh chị ha. Đó, nói chung là dòng này nói chung là đang giảm giá 3.000 nha, 87.000 đô nha quý vị, 87.000 đô nha. Đó, rất là đẹp nha quý vị. Đó, hôm nay mình chỉ chủ yếu là quay cho các quý vị anh xem nhằm tham khảo, hôm nay khách có đi đông á, nhưng mà đây mình để mình ngồi thử nha, mình ngồi thử rất là đẹp nha quý vị anh chị, rất là đẹp nha quý vị. Tất cả những cái dòng này bên mình là hoàn toàn mới, hoàn toàn những mẫu mã năm 2021-22 nha quý vị. Rất là đẹp ha. Rất đẹp luôn. Chiếc này các anh chị nào có điều kiện mà chơi chiếc này rất là ngon luôn. Đó, hôm nay rất là đẹp luôn. Không chào ha. Rất là đẹp nha quý vị. Là mình sẽ nhắc lại nha, chiếc này là bề ngang nó là 2m2 ha. Bề dài nó 6m1. Động cơ Honda 135 mã lực nha. Tổng bằng tổng giá trị là 90.000, giảm giá 3.000 còn là 87.000 đô nha quý vị. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình nha. Chúc các bạn và gia đình mỗi cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Giờ mình chỉ quay một vòng nữa sau đó mình xin kết thúc nha. Nói chung là đẹp lắm nha quý vị anh chị em. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Cũng sử dụng sim ray ha, sim ray đó, rất là đẹp không? Mẫu mới nhưng cái mẫu mới rất là đẹp nha quý vị nha. Bên trong ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Nói chung là tiền nào của đó anh các anh chị có điều kiện thì chơi những cái dòng này rất là đẹp nha quý vị. Hôm nay rất nhiều người đi xem nha. Những cái dòng cano rất là đẹp. Có nhiều người đi xem lắm nha quý vị. Ok. Rất là đẹp nha. Hôm nay mọi người này. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua nha. Rất là đẹp nha quý vị anh chị. Hôm nay có nhắc rất những cái dòng cano đẹp lắm. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Hôm nay nha, triển lãm có rất nhiều người ta đi xem luôn. Rất à, những cái dòng cano rất đẹp nha quý vị anh chị. Rồi, mình xin tạm dừng ở đây nha. Xin chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ review những cái dòng cano mới tiếp nha. Đó, những cái dòng cano loại cao cấp năm mẫu mới năm 2021 ha. 22 nha. Đó, đang đứng trước mặt của mình đây. Chiếc này là dòng mới nha các quý vị anh chị em. Chiếc này có chiều dài là khoảng 6m ha. Chiếc này khoảng 6m, bề ngang nó cũng là 2m ha. Bề ngang nó cũng khoảng là 2m. Đó, mình đi một vòng các quý vị anh chị xem mà tham khảo nha. Hôm nay khách ta đi coi rất là đồng nha quý vị anh chị. Chiếc này có chiều dài là khoảng 6m là 5m7 nha, coi như là khoảng 6m. Và xài động cơ Yamaha ha, động cơ Yamaha. Yamaha 4 thì nha quý vị anh chị em. Động cơ Yamaha 4 thì. Coi để bao nhiêu mã lực chứ. Động cơ Yamaha 4 thì 150 mã lực nha quý vị, 150 mã lực. Chiếc này là dạng cano câu ha, cano câu. Chiếc này dạng giống như loại của Mary Fisher vậy đó ha. Nhưng mà loại cái dòng của này tất cả này là sản xuất bên nước Úc nha quý vị anh chị em. Sản xuất bên nước Úc nha.
sản xuất bên nước đó, mình sẽ quay chủ yếu là cho các quý vị anh chị em để xem tham khảo rồi nó cũng như con. Còn chiếc kế bên thì nó là chiếc cái động cơ cũng là 4 thi luôn, nước lên nhưng nó tới 300 mã lực. Chiếc này thì lớn hơn, là chiếc này tới 6 mét, gần 7 mét luôn, chiếc này 6 mét rưỡi, là 6 mét 85 hai thằng đó, chiếc này 8 mét 85 còn gần 7 mét. Chiếc này thì mắc hơn nhiều lắm, chiếc này khoảng 180.000 đô nha, 180.000 đô, 180.000 đô nha quý vị nha. Xài động cơ Yamaha 300 mã lực nha, nó mình quay chủ yếu cho các bạn quý vị anh chị em xem tham khảo rồi. Bên trong của nó này ha. Đó, bên trong của nó cũng sử dụng hết tất cả những cái động cơ, những cái sim ra nha, cái máy định vị nha, rất là đẹp nha quý vị. Đó, chiếc này là mình nói xin nhắc lại là nó là 300 mã lực Yamaha 4 thì là 180.000 đô nha. Rồi mình trở lại chiếc chiếc này mình đang quay. Chiếc này là nói chung là khoảng 6 mét ha, bề ngang nó là 2 mét. 150 mã lực nha. 150 mã lực 4 thì ha. Để mình điệp bên trong cho các bạn quý vị cho em xem tham khảo nha. Đó. Rất là đẹp nha quý vị cho em. Đó. Nói chung là chiếc này là có trị giá là 95.000 đô nha. Chiếc này có 95.000 đô, chiếc này hiện tại đang giảm giá nha, chiếc này là 100.000 á, đang giảm giá 5.000 từ đến cuối tháng luôn. Nó còn 95.000, 95.000 đô nha quý vị. Rất là đẹp ha, các chị mà có thích cái nhắn tin cho mình ha. Đó, và mua bán game miền Tây hoặc là Zalo hoặc là Gmail ha. Gmail mua bán game miền Tây gmail.com và Zalo hoặc là Viber nha quý vị nha. Tất cả những cái dòng bên đây là dòng sản xuất tại nước Úc nhất nha quý vị nha, rất là đẹp nha quý vị. Đó, bên trong chiếc này mình cũng có đóng cửa được nha quý vị. Bên trong của nó này, bên trong này mình có thể ngồi được 4 người nha quý vị ha. Bên trong ha, có phòng nghỉ ngơi ha, phía trước nó có cái cửa sổ mở ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cái này thì cũng có cái toilet nằm đây ha, cái toilet giống như toilet họ mở, mình lại mua cái toilet mình đẩy lên, sau đó mới có cái băng ghế mình đẩy lại ha. Đó, nói chung rất là đẹp luôn nha. Nó cái dòng, nó là dòng cao cấp, dòng cano cao cấp nha, rất là đẹp nha quý vị anh chị. Hôm nay mình sẽ quay những cái dòng này cho các chủ yếu là tham khảo cho quý vị anh chị em xem tham khảo giá thôi nha. Các chị cứ thích cái câu chuyện nhắn tin cho mình nha. Đó. Tất cả những cái dòng cano mẫu mới năm 2021-22 ha. Đó, mẫu mới. Đây là băng ghế ngồi nha, cái băng ghế ngồi. Chiếc này mình đi như được khoảng 8 đến 10 người nha quý vị anh chị. Nó có những cái dòng mẫu mới ha, những cái dòng mẫu mới rất là đẹp nha quý vị. Nói chung hôm nay là nó tất cả mọi người đi xem rất là đông nha. Đó. Mình xem quay toàn cảnh cho các quý vị chị em xem để tham khảo giá thôi. Đó, rất là đông ha, những cái dòng cao cấp ha, những cái dòng cao cấp. Đó, tất cả những cái dòng bên đây hiện tại là chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế nhập khẩu nha. Nãy giờ mình đưa giá là tất cả như mình chưa bao giờ phí thuế nhập khẩu nha các quý vị anh chị em. Tất cả những cái dòng mình quay là chưa bao gồm phí nhập khẩu và thuế phí vận chuyển và thuế nhập khẩu ha. Này, những cái dòng này, chiếc này mình đi rất là sướng nha quý vị anh chị em. Mình bán cái này đi rất là sướng, đi chơi đường biển hay là gì đó là rất là khách sạn nha quý vị. Rất là tốt luôn, rất là tốt nha quý vị anh chị em, rất đẹp luôn. Ở hôm nay tại vì là ngày triển lãm cho nên là mình sẽ quay review tất cả những cái dòng bên mình đang có ha, cho quý vị chị em xem để chủ yếu là tham khảo nha. Các chị cứ thích thì cứ nhắn tin cho mình nha. Rồi cảm ơn cho các bạn trong thời gian qua đã xem cái video của mình nha. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn chuông để những cái dòng video mới nhất của mình ha. Và các bạn nhớ like và share ha cho cái video của mình cho tất cả mọi người cùng theo dõi nha. Nói chung rất là đẹp luôn. Nói chung thì nếu mình quay cho báo giá cho các anh chị em để xem tham khảo giá thôi. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn và gia đình hạnh phúc và vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Mình xin kết thúc cái video tại đây nha, xin hẹn lại video lúc sau nha. Cảm ơn các bạn nha, rất là đẹp nha quý vị, rất đẹp.